Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 25 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 tại các đảng bộ cơ sở. Phúc Yên kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Công an huyện Lập Thạch tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ quân sự huyện Bình Xuyên vừa tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Bình Xuyên, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện nhiều biện pháp lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Phối kết hợp tốt với các đơn vị giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 95-96% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2014, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 3 năm liền từ 2012 đến 2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quân sự huyện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 24 tháng 4, Đảng bộ xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Lê Chí Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, cùng 129 đảng viên, đại diện cho 341 đảng viên thuộc 16 chi bộ trong đảng bộ. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Dương đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,38%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt gần 90 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm. Năm 2014, xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Văn hóa xã hội tiếp tục được đầu tư. Hiện nay, gần 88% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6 trên 8 thôn được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, hệ thống chính trị được củng cố. Đảng bộ xã nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Chí Quang ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn Đảng bộ xã Bình Dương sẽ tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, giữ vững và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Trong không khí dân chủ cởi mở, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa 28, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Hội cựu chiến binh thị xã Phúc Yên vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Vũ Việt Văn, tỉnh ủy viên, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, và 110 cựu chiến binh là đại diện cho những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân và dân cả nước nói chung, của tỉnh và thị xã nói riêng. Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cựu chiến binh thị xã Phúc Yên luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, thường xuyên tham gia công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể. Nhiều đồng chí đã được các cấp ngành suy tôn, vinh danh trong công tác phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Việt Văn ghi nhận những công lao đóng góp của các thế hệ cựu chiến binh cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước,
đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đồng chí cũng mong muốn các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiếp tục cống hiến để xây dựng thị xã Phúc Yên ngày càng phát triển. Đoàn cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với huyện Vĩnh Tường về mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam. 5 năm qua, từ 2011 đến 2015, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển với nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt gần 15%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 29 triệu đồng một người một năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư và phát triển. Trên địa bàn huyện hiện có 18 trên 65 di tích cấp quốc gia, 45 di tích cấp tỉnh. Huyện Vĩnh Tường cũng đã biên soạn và xuất bản cuốn sách Vĩnh Tường di sản văn hóa, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương, địa chí Vĩnh Tường. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, tìm hiểu sự lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ, chính quyền về quá trình phát triển kinh tế xã hội, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và văn hóa, những tồn tại, rào cản làm chậm phát triển, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Đây sẽ làm cơ sở cho việc hoạch định và xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế và văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế ở nước ta trong thời gian tới. Chùm tin về công tác hiệp đồng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ cứu sập năm 2015 sẽ tiếp nối chương trình. Sáng ngày 24 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phúc Yên tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 thông qua dự thảo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ cứu sập năm 2015. Hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến để đưa ra các biện pháp và thống nhất nội dung dự thảo năm 2015. Qua đó, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ, không để bị động trước những tình huống có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Tại hội nghị hiệp đồng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập năm 2015 của huyện Vĩnh Tường, các đại biểu đã thông qua kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập năm 2015. Dự kiến các tình huống bão lốc, gió xoáy kèm theo mưa đá cục bộ có thể xảy ra ở một số xã trên địa bàn. Với cơ chế chỉ đạo lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất hậu cần tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, huyện sẽ tích cực chủ động ứng cứu nhanh với các tình huống xảy ra để giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hiệp đồng với các đơn vị tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn là Lữ đoàn 543 Quân khu 2, Trường Cao đẳng nghề số 2, Bệnh viện Quân y 109, Đại đội 27, Công an huyện và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký văn bản hiệp đồng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập năm 2015. Năm 2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kết hợp nhiều biện pháp bảo vệ rừng với phương châm 4 tại chỗ, nên đã hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Để làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ, cứu sập năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đề ra kế hoạch hiệp đồng giữa các đơn vị, giả định các tình huống có thể xảy ra, đồng thời đi thực tế một số hồ đập chứa nước trọng yếu như hồ Bò Lạc, xã Đồng Quế, hồ Suối Sải, xã Lãng Công. Tại hội nghị, các đơn vị đã ký hiệp đồng sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống, đồng thời tự xây dựng kế hoạch, phương châm chỉ đạo và cách xử lý tình huống của đơn vị khi có sự cố xảy ra. Trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp xử lý tốt nhất nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Để đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Công an huyện Lập Thạch đã huy động tối đa lực lượng tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát giao thông, đồng thời tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Công an huyện đã tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm nguy hiểm có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông như chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, đi không đúng phần đường quy định, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép.
Bên cạnh đó, Công an huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, thông tin về các biện pháp phòng tránh tai nạn và giáo dục ý thức tự bảo vệ mình cho người tham gia giao thông. Trước, trong và sau cái dịp nghỉ lễ thì đội tổ chức là tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn và các tuyến giao thông trọng điểm như là tuyến tỉnh lộ 307, 305 và 306. Cố gắng tổ chức thực hiện để đảm bảo là trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn ra thông suốt, bà con tham gia giao thông đảm bảo an toàn trong cái dịp nghỉ lễ 30/4/1/5. Với các biện pháp cụ thể của đội cảnh sát giao thông huyện Lập Thạch sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn. Những hình ảnh hội thao cựu chiến binh huyện Sông Lô năm 2015 sẽ kết thúc chương trình Thời sự cấp huyện hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 108 vận động viên đến từ 17 chi hội trên địa bàn huyện tham gia tranh tài ở 3 môn thể thao, cầu lông, bóng bàn và cờ tướng. Hội thao diễn ra sôi nổi với nhiều phần thi đấu hấp dẫn, kịch tính. Các vận động viên tham gia đều thể hiện tinh thần hăng say thể thao, cống hiến cho người xem những pha bóng, đường cầu đẹp mắt. Hội thao là dịp để các hội viên hội cựu chiến binh có giao lưu. Hội thao là dịp để các hội viên hội cựu chiến binh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời góp phần gắn kết các phong trào thi đua, tạo sức mạnh đoàn kết trong lực lượng cựu chiến binh trên địa bàn huyện. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải cho các hội viên giành chiến thắng ở các nội dung thi đấu.